Dương Mịch vừa mặc váy hiệu giá gần 70 triệu đã gây sốt. Fan vây kính còn leo lên cây để săn ảnh. Sức hút của Dương Mịch với người hâm mộ quả là không phải dạng vừa. Sina vừa đăng tải thông tin Dương Mịch gây náo loạn khi quay phim Định Luật Tình Yêu 80-20 trên đường phố. Dù đoàn phim làm việc ban đêm nhưng rất đông người hâm mộ đã đến ủng hộ tinh thần cho Dương Mịch cũng như các diễn viên còn lại. Nhìn đám đông bu kín đoàn phim, netizen cho rằng sức hút của Dương Mịch quả thực rất lớn, đó là chưa kể đến chuyện có khán giả còn leo lên cây để chụp hình quay phim cho rõ nét. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết, cũng vì đám đông tập trung quá huyên náo nên giao thông tại khu vực quay phim có đôi phần tắc nghẽn. Trước đây, khi quay phim Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân, Dương Mịch cũng một lần làm làng giải trí Hoa Ngữ dậy sóng. Vì cảnh fan tập trung quá đông đúc, có fan cuồng còn cố ý đặt máy quay ở vị trí nhạy cảm để quay hình Dương Mịch. Cũng may, lần ấy, Dương Mịch có phòng bị nên không thể xảy ra sự cố lộ hàng đáng tiếc nào. Ngoài chuyện chú ý đến đám đông huyên náo, netizen còn xăm soi chiếc váy đen mà Dương Mịch mặc. Nhìn qua thì hơi đơn giản, nhưng thực chất chiếc váy này là hàng hiệu, có giá đến 2.425 euro, hơn 67 triệu đồng. Trên Weibo, không ít khán giả chia sẻ lại hình ảnh chiếc váy và còn rủ nhau mua để mặc giống thần tượng. Định Luật Tình Yêu 80-20 xoay quanh nữ luật sư Tần Thi Dương Mịch bị cha mình ép hôn tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Biết được kế hoạch của cha, anh trai Tần Thi thay cô định đoạt chuyện cưới xin, nhưng rồi cô phải lấy Dương Hoa, Hứa Khải, thiếu gia của tập đoàn đối thủ. Nhưng cũng đang bị mẹ sắp xếp hôn nhân, hai người xa lạ trở thành vợ chồng dưới áp lực gia tộc, nhưng dần dần cũng nảy sinh tình cảm và bên nhau trọn đời. Dương Mịch sinh năm 1986. Ngoài đời thực, cô lớn hơn Hứa Khải đến 9 tuổi. Mới đây, Dương Mịch đã lọt vào danh sách top 5 sau nữ đỉnh lưu, Hàng Thật Giá Thật cùng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhật Ba, Lưu Vũ Hân. Dù hoạt động trong showbiz hơn 20 năm, nhưng Dương Mịch vẫn giữ được độ nóng. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Dương Mịch nổi lên nhanh chóng và luôn duy trì vị trí sau hạng A, mặc cho lớp đàn em xinh đẹp trẻ trung xuất hiện ngày càng nhiều.